Chào các anh chị và các bạn gần xa. Hiện tại thì Phúc đang có mặt ở Cần Thơ, mà đặc biệt hơn thì Phúc đang đứng tại địa điểm của khu du lịch tham quan Nhà Tiếm Phim Trường Cà Phê. Bây giờ xin mời anh chị em và quý bà con cùng theo chân Phúc mình đi vào trong mình xem hôm nay coi trong Nhà Tiếm có gì nha. Ok, roll. Đến đây Nhà Tiếm thì cũng nhiều người quay rồi. Các anh chị YouTube quay rất là nhiều, nhưng mà mỗi ngày là ở đây sẽ làm khác nha. Nhiều điểm check in lắm. Đường này mình cũng đi ra được nè. Đường này thì mình cũng mà đi ra được nè. Hai đường vô. Đường này thì vô chỗ mà về cảng Cái Cồn á, chỗ cầu Cần Thơ, mình xuống dốc cầu Cần Thơ mà ở trong cầu Quang Trung mình chạy ra đây nha. Thì mình quẹo đây nè, là sẽ đưa vô đây. Còn cái sau lưng Phúc thì mình ở Dị Thanh mình lên á, mình đi đường này được, mà đi đường này khó đi lắm. Đi đường này 5-6 cây số nó quằn quèo lắm. Thôi bây giờ mời quý bà con anh chị theo chân Phúc nha. Mình vào Nhà Tiếm nè. Ở đây cà phê phim trường Nhà Tiếm, tức nghĩa là vô đây mình được uống cà phê nè. Phim trường đó là mình sẽ đóng phim được nè, rồi mình chụp hình được nè, mình quay phim là được nè ha. Thì trước khi vô đó là gặp các em nhân viên rất là xinh đẹp nè. Nó chào em. Em có thể mà giới thiệu chút xíu gì mình cho bà con ta biết không? Thấy mấy bà là thấy chín nút rồi đó, không biết. Rồi nó giỡn tụi em thôi ha. Rồi cái gì nó không giới hạn thì thôi ha. Rồi bây giờ thì anh sẽ lấy một hình ảnh chút xíu cho bà con xem nha. Rồi sao qua đây đó là em tư vấn cho anh biết luôn đó là mình khi mình vô đây mỗi người mình phải mua vé bao nhiêu em? Dạ, phí tham quan một người là 60.000. 60.000. À, tức nghĩa là một người 60.000. Trong 60.000 mình đó được một phần nước tự chọn. Nước tự chọn là trong canteen có gì mình chọn nấy. Dạ đúng rồi, trong menu nhiều loại nước. Menu loại nước ha. Nhưng mà chắc anh nghĩ không có sinh tố đâu. Dạ, không có sinh tố. Thấy chưa? Biết luôn à, nhưng mà ở đây đặc biệt là có bánh canh tím nè. Hôm nay nhớ mình còn có nhãn tím không? Có nhãn tím luôn, có nhiều bánh nhân gian đúng không? Rồi, bây giờ mời bà con, các anh chị em cùng với Phúc, mình vào trong, mình tham quan, mình check in hình, rồi mình lại mình uống nước tự chọn, mình ăn bánh nhân gian, mình ăn nhãn Nhà Tiếm, mình ăn bánh canh tím. Rồi, lại đi ha. Rồi, đây, trước mắt Phúc là, đây cũng có chỗ check in nha. Nhiều check in nè, đôi giày nè, hai con gấu nè. Đó, các chỗ hình cho mình. Bên đây thì cũng rất là đẹp nè. Bên đây rất đẹp nha. Mình vừa vô thì cũng có chỗ thay đồ cho mình để thay đồ nè, cho các anh chị đem đồ theo á. Đây nè. Chỗ này thì cũng rất là lý tưởng nha. Thường thường thì Phúc thấy ở đây thì các anh chị thiết kế nằm ở trên con sông hay là cái hồ, chắc là nghĩ là cho nó phong cảnh nó lý tưởng, với hai nữa hơi nước lên nó mát ha. Bên đó thì chút xíu nữa Phúc sẽ qua bên đó lấy ảnh cho gia đình mình xem nha. Bây giờ mình đi rồi xem lại nè, hai cái chậu sen đá này đẹp quá nè. Sen đá ha, đẹp quá. Đây cũng sen đá nè. Ok rồi, bây giờ mời gia đình mình hãy theo chân Phúc nha. Mình vào trong nha. Đây. Đây. Đó. Giờ mình vô đây ha. Bên tay phải Phúc nè. Có cái cầu tím nè. Đó. Có cái cây nhãn treo những cái lồng đèn màu tím nè. Bên đó có cái nhà giống như nhà sàn á. Cũng màu tím luôn. Đây có dòng sông rất đẹp. Rồi. Bây giờ mình đi qua đây nha. Nè. Trên cây này thì người ta để... ta làm nhiều cái lồng đèn nè, lồng đèn giống như ở Hội An vậy đó. Ở đây dưới này thì dòng sông, có cái chài giống như ngày xưa ha. Bên đây thì có cái cầu để mình xuống rửa chén vậy đó. Đây rồi, thẳng bên đây đó là cái nhà sàn thường thường, nhà sàn kiểu như ngày xưa luôn. Đây nhà sàn ha. Đó, bây giờ tới đây thì có cái kiến giống như kiến Vô Cực vậy đó. Kiến mình sẽ thấy được hình. Mình ngồi trong vòng trăng đó, mình đi qua cái vòng đó, còn thôi mình đi vô này nè, thấy hình nè, đó. Gia đình thấy không? Thấy Phúc không? Xin chào gia đình. Chào quý bà con.
ở đây thì cũng làm vậy đó, cũng thiết kế nhiều nhiều cái, hầu như là những cái cảnh vật thì đều 99% là màu tím hết. Đó. Bên đó thì có cái cất cái nhà sàn ra, có ghế ngồi có nhà tím. Bây giờ mình đi qua bên đây, đây là có cái cầu tre. Cầu tre này để đi qua cái nhà đó để lưu lại những cái cổ vật xưa đó, có cái kiểu có cái lưu. Rồi tham quan bên cái qua cầu đó thì bên tay phải Phúc là có chỗ ăn uống nè, đồ ăn uống nha, có kem, có trái cây, có bánh, đây có nhiều rất là bánh dân gian, người ta để nhiều cái bàn cho mình để mình ngồi đây nè, mình ngồi mình đi vòng mình mệt á, mình ngồi mình bày ra cái gì cái ăn mình bày vô nha. Đây có chiếc thuyền, chiếc xuồng nè, làm những cái đây củ tỏi củ hành vậy nè, đây trái vú sữa nha, đây là đậu cụ thôi để cho mình xem thôi, giờ chụp hình nè. Rất là nhiều đậu cụ nha, rất nhiều trái cây nè, sầu riêng, có xài, có mãng cầu, có bơm, có khóm, có bí, có cam, có sầu riêng, có nha, có xài, có luôn. Ở đây có hình mấy bé Châu nè, hai Châu, vợ chồng Châu và có được hai đứa con ha. Vô đây thì ở đây có cái gánh lúa nè, vô đây cái nhà giống như là nhà xưa vậy đó, nhà xưa nè. Mẹ ơi con đã về. Đây bình trà, thấy này nhớ lại ngày xưa quá. Đi thăm mấy ông cố rồi ông cốc mình á, thì hay là những mà ông chú rồi lớn tuổi ở thôn quê đó, cái người ta xuống uống trà. Ôi ghế tre nè gia đình. Đó. Đây cái nhà lá nha. Vô đây tham quan với Phúc nha. Cái này là kêu bằng cái ở miền Tây mình kêu bằng cái bộ ngựa nè. Còn ở quê Phúc kêu bằng cái phản. Cái phản nha, cái tủ. Vô căn bếp nè, vô bếp ha, đó, củi nè, lò bếp, chảo son nồi đó, tủ chén nè, nó, để coi tủ chén có gì trong này nha, nó có chén, có ly, có tách nè, ha ha, ở đây mình cái này cái chắc cái gàn để phơi chén, ướp chén nè, son nồi, cái nơm, cái giỏ sách, giỏ bàn. Ở đây thì cái sàn lãng, cái này giống như để mình làm cá lặt gao vậy đó, có nước, có dòng sông nè, có cây dừa, ở đây có cây bưởi cũng có trái luôn gia đình. Rồi bây giờ mình đi nơi khác nha, gia đình hãy theo chân Phúc nha. Cái điểm này cũng nhiều anh chị vô để check in lắm nè, cái nhà tím trong đó có rất là nhiều trưng bày nha, để Phúc đi thẳng vô. Hai đường đi vô có những cái cây này đẹp quá nè. Đó. Ở trong đây có cái giường màu tím, cái ghế màu tím nè. Có những cây đờn. Bên đây cũng có cái ghế ngồi nha. Rất là mát. Có ba em đang đờn nè. Đó. Cái ghế này là để cho mình ngồi đây, mình đưa cái gương mặt mình ra bên ngoài mình chụp hình đó. Rồi. Bên đây là bên tay phải của Phúc đó là nơi thức ăn nha. Khi mình mua vé vô mình được một ly nước tự chọn nè, các anh chị cứ vô đây ăn uống vậy đó. Hôm nay thì vẫn có bánh canh tím đó, hồi nãy Phúc giới thiệu cái nhà đó đó, cái đó là mình ngồi ở trong mình đưa cái gương mặt ra chụp hình đẹp lắm nha. Hôm nay cái cây này mà nhà thiết kế đã làm khác rồi nè, thường thường mấy cái bông bây giờ treo cũng dài tím rồi. Thì mình đi vô luôn. Trời, ở chỗ này có mấy cái chữ này thấy hữu tình quá ha. Đủ duyên thì sẽ gặp nè, gặp lại ha, đủ nợ sẽ tìm nhau. Rồi đây. Rồi cô. Trời ơi hôm nay có hai chiếc xe hoa rất là đẹp. Ơi. À. Hai chiếc xe hoa đẹp quá. Ừ, ở đây là chỗ để mình chụp hình nè. Chụp hình mình nếu mà đi mình không có đem máy theo đó, hay là mình cần những tấm hình lớn á thì mình sẽ chụp hình nha. Đó. Để cô chú chụp hình đi. Anh lấy liền. Ở đây thì cũng có cái chỗ để mình ngồi nghỉ mát nè. Nhưng mà gặp trời mát á, chứ trời nắng thì cũng không có ngồi nghỉ được. Những cành cây ở đây thì cũng làm những cái hình hủng trái tim thì cũng trái bí trái cà vậy đó. Rồi qua đây. Trở về ký ức. Nơi lưu giữ ký ức, tức nghĩa là nhà xe và tivi, đồ đĩa,
nè, những cái xe cổ ha, cái bằng máy may nè, thấy này nhớ bà ngoại nè, nhớ mẹ mình nữa nè, mẹ mình cũng biết may vậy đó. Đây cái bộ ghế salon hồi xưa ha, đẹp quá. Đây chiếc xe nè, xe 68 nè, bà mình cũng để lại cho mình một chiếc giống gì, vẫn còn giữ luôn nha. Đó, máy thâu băng nè, bên đó ly, chén, đũa, bình gì đó. Rồi, qua đây. Đây là để cái gì đây ta? Ở đây cái cây này, cái cây gì làm cái đài giống như tương tượng như là mình tưởng như mình đang đứng ở Pháp vậy đó. Ở đây là telephone, là chỗ mình điện thoại á. Rồi, bên đây cũng vậy luôn. Bên đây là ký ức. Ký ức giống như đài truyền hình vậy đó. Để quay nè, quay lại kỷ niệm. Ở trong đó vẫn để căn nhà màu tím nè. Ở đây cái bàn để mình hội nghị nè. Rồi quá trời cái tim, những cái tivi hồi xưa, trắng đen hồi xưa đó. Rất là nhiều. Âm ly, loa. Rồi giờ mình đi qua đây nha. Ở đây có cái ghế xích đu và cây nhãn. Cây nhãn này treo những cái bông tím thòng xuống đẹp quá. Ở đó có một trái tim rất lớn. Đây là đường đi nha. Giống như đường đi hình 3D đó. Hình 3D nghe các anh chị. Mình đứng đây mình tưởng như là mình đang đi ở trong một hàng tre đi ra vậy đó. Bên đây cũng có một cái hình 3D nè, hồ sen. Rồi, đây cũng là nhà cất theo kiểu xưa, nhà gỗ kiểu xưa nè. Để Phúc lạng một vòng. Nó vừa bước vô thì mình có thấy được ba ông Phước Lộc Thọ nè, cái ly quan xưa nè, cô bàn ghế uống trà xưa nè, cái tủ trưng bày xưa luôn, tủ thờ xưa, cái bàn cúng ngày đó hồi xưa luôn. Rồi, đây thì cái nhà này kiểu như là dùng An Giang, Châu Đốc rồi đó. Các nhà sàn nè. Nếu mà mình có đi toilet thì vô đây nha anh chị. Thay đồ toilet đó, đây nhà sàn nè. Nhà này dựng lại ký ức 1977. Ở dưới này thì nuôi gà, nuôi thỏ. Trời, gà con nào nó bự bự không? Chắc là gà Mỹ, gà nước. Nè, bên đây thì đây cái cầu màu tím. Còn bên đây thì cái cầu tre. Cái bàn cũng màu tím. Cầu tre thì có những cái bình tưới nước là màu tím luôn. Chứ mà anh chị là cổng trời. Với cổng trời mà bước thang lên trời. Dạ. Chào các anh chị. Thang lên trời luôn. Đó. Cái chị đó. Bên đây thì cái xích đu màu tím. Ở đây cũng rất đẹp nè. Ở đằng trước thì cũng có nhiều cái chỗ mình check in tím nha. Bây giờ Phúc sẽ đi bên đây trước. Rồi, qua đây. Bây giờ thì hôm nay Phúc Lợi thì nó sẽ có thêm một cái check in ở ngoài này nữa. Lúc trước Phúc Lợi chưa có cái này nha. Bây giờ mình qua đây luôn. Mình qua đây luôn. Ồ, bên đây cũng có chỗ để thay đồ nè. VC, thay đồ ha. Đây có hồ sen. Giờ mình qua cầu nha, gia đình cùng theo chân Phúc nha. Cái này là đường tím bằng lăng. Nửa màu trắng. Thiết kế ở đây là mới nè, điểm chứng minh mới. Đây đằng xa thì mình nhìn giống như cái tivi vậy đó. Mình đứng ở trong đó mình chụp hình ra. Nhưng mà giờ này thì mình chụp hình nó sẽ ngược chiều. Ồ, đây có hai cái hồ sen đẹp quá. Sen cũng màu tím luôn. Để Phúc quay gần cái bông sen này cho gia đình xem nha. Nè. Ồ. Đẹp ha. Rồi. Đây. Ở đây thì chỗ check-in mới. Bên kia có hai chiếc tàu màu tím kìa. Hồi Phúc sẽ qua đó cho anh chị xem nha. Mình phải lên trên này. À. Đây. Mình muốn ngồi chỗ này chụp hình cũng được. Nhìn về xa xăm hình 3D. Rồi bên đây cũng vậy. Bên đây có cái ghế mà ngồi bằng đường giống như là mình ngồi mình đi Hòn Sơn vậy đó. Mình ngồi dưới lưới á. Nằm trên đó lưới nha. Ở đây có dòng sông rất đẹp. Đó, thấy không? Đó, xa xa chỉ ra xa xa đó ha. Rồi qua đây. Qua đây thì xuống hai chiếc bo bo này.
cái điểm này là cái điểm mới nè. Căn nhà màu tím thì Phúc đã đến nhiều lần rồi. Xa xa chỗ đó là chỗ ở dưới là để mình thay đồ á. Đây hai chiếc bobo đẹp ha. Qua bên đây thì có một bụi tre già. Bụi tre rất lớn nha gia đình. Đó. Người ta thiết kế có con sóc, con thỏ gì á, con sóc với con chuột gì nó leo lên cây tre đó ha. Ở đây cũng có hai vợ chồng con trâu nè. Có một được bé Bi Châu này ha. Và chắc này là em chồng hay em vợ gì quá. Rồi, dài dài ở đây nha. Ở đây các nhà thiết kế người ta cũng làm cho đẹp nè. Hầu như cái từ chỗ cái ghế ngồi và cái cây kiển hay là cái chậu hoa gì hay là tới cái khung ở ngoài của cái bông sen nè cũng màu tím hết. Mới là biệt danh màu tím. Trời, bên kia có ngoài chuối, chắc chuối gia đình thấy chuối đó, chuối Phúc nghĩ chuối này chắc chuối gì ta, chuối hột hay chuối ngự vậy nè. Để Phúc thâu gần nha. Đó. Rồi. Ngoài đây. Đẹp quá. Đây cắt nửa vần trăng nè. Cắt nửa vần trăng nha. Đó. Bé này rất vui. Ở đây nhà nè. Nè nè. Phá cửa rồi. Tính về thăm nhà mà ai cũng đi rồi, phá cửa rồi. Thôi mình đi nữa. Đây. Giờ mình đi qua bên kia nha. Đi qua đường bên kia nha. Bên đây là điểm chính in mới. Nhà tím này Phúc lại rất là nhiều lần. Không có nhớ là bao nhiêu lần. Ô nhiều là nhiều. Nhưng mà cái chỗ này đó là mới thiết kế thêm nha. Đường tím bằng lăng mới thiết kế thêm. Nằm cạnh chỗ cái đường lên thang trời á. Giờ mình vô đây. Mình vô đây nha. Đó. Bên kia cũng có chỗ đi lên. Đây. Chiếc xuồng màu tím luôn. Đó. Hai đường bên rất là đẹp. Mình nói chung nghỉ ngơi cái võng màu tím đó. Nhưng mà các cô chú anh chị đi có mệt á, thì mình vô đó mình nằm nghỉ. Nằm nghỉ nha. Còn mình muốn ăn uống gì đó thì mình sẽ kêu. Bên đây. Bên đây cũng có hai chiếc xe qua. Xin chào. Cho con lên sóng ha. Rồi. Bây giờ con có thể giới thiệu một chút xíu về mình cho quý bà con biết không? Con tên gì? Dạ, nhà ở đâu? Con tên là Nguyễn Quỳnh Như, con ở Đồng Nai, Gia Kiệm. À, Đồng Nai, Gia Kiệm thì Đồng Nai thì qua khỏi Sài Gòn mình khoảng 30 cây. Đúng không? Dạ. À, mà con đi xuống đây với ai? Dạ, con đi với gia đình. Đi gia đình. Dạ. Hôm nay là ngày Chủ nhật hay là ngày nghỉ, con còn đi học không? Dạ, con không còn. Không còn đi học ha. À, con đi gia đình cùng với ai? Con đi cùng gia đình nhà nội. Nhà nội, vậy ha. Đi ba mẹ, có em không? Dạ có. Có em ha. Rồi sau khi con tham quan nãy giờ con đến đây được bao lâu rồi? Con mới được có 15 phút ạ. 15 phút, vậy là 15 phút thì chắc là nghỉ, chú nghĩ con đi được có chưa được phân nửa đâu ha. Rồi con cảm giác của con khi mà con đến được cái căn nhà màu tím này theo như là ở trên sóng nó phát hay các bạn thường nói đó, thì trước lúc đi đó con có chuẩn bị gì không? Lúc đầu đi thì con che nó lại, nhưng mà lúc mà tới đó thì đẹp. Đẹp ha. Khi mà ở nhà để chuẩn bị đi là con có lên kế hoạch ở đây không? Dạ, chưa. Chưa. À, khi đến đây mình cảm thấy khác ha. À, rồi con dự định đến đây, con ghé đây con đi đâu nữa? Dạ, con đi du thuyền, bến chiều. À, du thuyền là khoảng 7 giờ, con mới về con du thuyền, trở về Cần Thơ. Dạ. Ha. Rồi chừng nào con về? Dạ, tầm 5 giờ. Vậy hả? Ừ. Vậy chú cũng xin chúc con gái và gia đình có cái chuyến đi chơi này thật là nhiều ý nghĩa ha. Có nhiều thu nhập, nhiều tốt đẹp trong chuyến chơi này. Chào con. Rồi, chào con gái nha. Rồi. Rồi, sau khi trò chuyện với một bé gái đi du lịch, Phúc sẽ đi tiếp thêm nữa. Trong đây nhiều cái điểm check-in lắm nha. Nhiều cái bàn rất là đẹp nè. Bên đây cái bông như bông lo kèn vậy đó. Bông lo kèn nè. Nó chỗ này cũng có chỗ ngồi rất đẹp nè. Bên đây đóng cửa không cho vô. Không cho vô, đóng cửa. Đóng cửa hay là ấy.
À, đóng cửa rồi, trong đó chắc riêng tư quá. Thấy có nhiều anh chị cũng ngồi đây chụp hình nè. Rồi, bây giờ mình trở về nơi đây để mình, trong khi thời gian mệt, bây giờ mình kiếm gì uống cho nha. Vô đây mình sẽ kêu nước uống nè. Ở đây có nhiều bánh dân gian. Bánh dân gian nè. Dạ, bánh dân gian ngon quá hả? Ừ, bánh chuối nè, bánh xôi dị nè, bánh bò, bánh ú, xôi, cái này da lợn. Dạ, đúng rồi. Này nước cốt dừa. Dạ. một miếng vậy là mình làm sẵn vậy mình bán 30 ngàn. À, vậy hả? Ngày nào mình cũng có hay là... Em bán ngày thứ 7 chủ nhật không ạ? Vậy là bữa nay hên ha? Dạ, dạ. Bữa nay 7 chủ nhật hên. Gọi đây là bánh Phục Linh phải không? Bánh Phục Linh hả? Cái này cũng là lâu nè. Xưa hồi đó... Rồi bên đây là nhãn, kêu bằng nhãn tím ha. Dạ. Đình có nhu cầu mình sẽ quay lại ủng hộ. Dạ. Nha, rồi. Đây. Rồi, bây giờ mình qua đây. Đây nha, đây là chỗ mình kêu nước nè. Mình một vé thì mình được ly nước tự chọn.